đi băng chân cần không? Bây giờ dồn dồn đám tơ thì dồn về trái phải hay là giữa? Trái đi. Trái nhá. Trái. Ok. Ba con đỏ phải dồn nhá, nên đỡ tốn máu. Đi gan đi. Mì xít quả cầu á, nó bằng quả cầu á. Ở đây mấy một con á. À đẹp. Stay 39 này. À lag. Lag à? Tôi bảo hôm nay bị sao ấy? Kada. Hôm nay tại sao? Mà nó bị lag cái. Kada. Anh sẽ bảo bị sao anh ạ? Hôm qua cũng bị rồi. Hôm qua đã có vấn đề rồi. Bên này, băng ơi. Gì đây? Đọc. Lại level 9 à? Đi đọc. Đi đọc. Đọc ra ngoài tháp. Có đọc chạy ra ngoài tháp. Tháp cho người ta. Level mắc thì kho báu Awakening Hero tăng HP. Lấy Awakening Hero đi. Level mắc nhỉ? Trời ơi, hơi toang. Cái này là sub bì nè. Em phải level mắc. Level mắc rồi. Đổi cho anh Leon bắn tốt này. Ô mẹ, lại có phải sub cả level mắc luôn này. Lấy anh Leon bắn đi. Cái mắt cổ gì à? Lấy tạm đi anh ạ. Lấy tạm đi, bây giờ phải lấy tạm đi. Hay lấy cái này đi. Đây là cái đó đi. Lấy cái đó. Cái sọc gân này ngon mà. Ừ. Lấy bắn sọc gân à? Ok. Gân này ngon mà bỏ chứ. Tìm cây đầu boss. Lấy bữa lời bữa chia. Xem cái tạm này đi. Tìm cái đầu boss. Bây giờ 500 á, bị 500 đứng gần nhau tí. 500 lại giật linh tương con giật bị shipper chụp bạn thôi. Giết luôn đấy, lại nữa. Không ai đam kìa. Đang chụp phải sọc gân. Chịp dồn đam nó chết luôn mà nó bị lắc đam. Xong hiểu luôn. 500. Không để ý, hơi vớ ngẩn. Như vậy giảm 1 chiêu không ấy lắm nhỉ. Tôi bắn nhau. Tôi bỏ mày. Hồi máu. Zeno Spitter. Góp bây giờ mới thôi, góp lên level 2. Tạ thích. Anh đừng góp. Anh đừng góp với kích đam. Kích đam kinh lắm. Anh đừng góp với kích đam. Ây da, ngon. Góp cái xung bóng đi. Nồi anh. Rồi không xung bóng. Sọc can level max à, có cần không? Quái thường. Không, cái đó up. Up cổ đây 138, 214. Cầm mày cầm cái cây luôn, nhỏ quá.
Thôi tôi cầm con này. Là cầm vé mà rồi cứ lăn level max rồi, thế là tôi cũng chả lo lắm.